Chợ cải lương hài, hai thằng quỷ sống. Tác giả Hoàng Ngọc Ẩn, thực hiện và đạo diễn Hoài Nhân Anh Kiệt, âm nhạc Thái An, âm thanh Hồng Danh. Với các danh ca danh hài được khán giả mến mộ: Duy Phương, Bảo Chung, Thành Lộc, Hề Ốm, Linh Huệ, Thanh Hằng, Hồng Nga, Linh Huệ. Sáng sớm giữa thành đô, hai thằng đi lết hết, chẳng biết làm gì ăn, cái nghề bóng xà bèn. Nay xuân về, ta cùng làm ăn, cúng miễu đình, kiếm rượu kiếm xôi. Ta hãy đi thật nhanh, lo kịp giờ cũng tới rồi, có mối rồi nhanh lên, chậm trễ là công toi. Lẹ đi chị Bóng ơi. Bẩn là bị dữ vậy. Trời ơi đi mà chậm quá. Tao mang cuốn tao đi chậm chứ bộ. Lẹ đi chị Bóng ơi. Trời ơi chị đi cái gì mà chậm quá vậy chị. Trời ơi nhìn tướng đi của chị sao thấy quải quá trời vậy. Trời ơi đã vậy coi kìa. Trời ơi đi làm ăn mà đi kiểu như chị chắc ế quá chị Bóng ơi. Tôi nói chị nghe nè, thời buổi khó khăn, cái nghề làm ăn của mình một năm 12 tháng mới có 1-2 lần thân chủ mời. Bởi vậy tôi nói chị nghe, hãy được dịp thì cố tranh thủ đi cho nó sớm, hay không chị thì rỗi bóng, còn tôi ngồi đồng khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ là mình có chút đỉnh tiền xài đã khỏe ra chị thấy không. Bởi vậy tôi nói chị nghe đi sớm đi, mình đi sớm vậy tránh được người ta để ý chứ. Biết rồi cha nội ơi, ghét dễ sợ vậy đó à. Ai mà không biết chuyện đó đâu nè. Trời đất quỷ thần ơi. Nhưng mà đi ha thì cũng phải đi thủng thỉnh mà đi. Làm gì mà tôi thấy anh nó chạy như là chạy giặc vậy. Tôi nói người ta là liễu yếu đào tô nè, lại mang thêm mấy cái thứ đồ lỉnh kỉnh này nữa. Anh biểu tôi đi mang sao đồ quỷ sứ à. Trời ơi tội nghiệp dễ sợ không. Mà tôi nói chị nghe, bộ chị đi vậy chị thấy chị mang đồ lỉnh kỉnh thì chị nặng bộ tôi đi tưởng đi ra không sao. Thôi mệt quá đi hà, bỏ qua cái chuyện đó đi. Bây giờ tôi hỏi anh chuyện này nè. Chuyện gì? Chứ, hôm qua anh có biểu thằng Tư đi dò xét hay chưa? Chuyện ta làm sao? Tình tiết như thế nào? Anh nói cho tôi nghe để tôi còn yên trí. Có trúng 100% thì mới ăn tiền ngon. Yên tâm đi, chỗ này là cái chỗ quen thân mà. Vậy hả? Làm ăn với tôi chị cứ việc yên tâm. Thằng Tư nó đã dò xét trước sau, tôi nắm trong tay chuyện gia đình này, bảo đảm với chị nghe là tôi sẽ nói không sai. Vậy thì tôi còn yên tâm, nhưng mà cái chuyện nó ra làm sao đâu anh nói lại cho tôi nghe coi nè. Nói chị nghe chuyện thì dài dòng lắm, nhưng mà đại khái nó như vậy nè. Sao? Chị cũng biết cái bà 30 này á là cái bà mê tín mà ham lợi nữa. Bà ta vừa cho một ông thầy giáo nghèo mướn nhà ở, thấy không? Mà mình thì từ xa mới tới mà nói đúng cái chuyện này là gây được niềm tin lớn đối với bà. Đúng rồi. Cái sau đó là mình quả quyết tuổi của bà với tuổi của ông thầy là không hợp đó. Nghĩa là anh muốn suối cho bà đuổi ông thầy giáo đi phải không? Chứ sao? Để anh đem vợ bé anh về ở đó hả? Vậy nè, trời ơi mình là thầy bà mà ai làm chuyện thất đức đó bao giờ Đó chị biết thằng Hai Cải không? Hai Cải hả? Hai Cải hớt tóc chứ gì. Đúng rồi nó đó. Nói cho chị nghe, nó nhờ tôi kiếm cái nhà nào ở miệng nhà bè này cho nó mướn mở phòng mạch. Trời đất quỷ thần ơi. Hả? Chị cười quá rồi. Làm gì cười? Hớt tóc mà đòi mở phòng mạch hả? Sao kỳ cục vậy? Tôi có biết gì đâu, ai biết. Trời ơi, nó nói nếu mà trót lọt là nó thù lao cho tôi 1 chỉ nha. Cha nội. Hả? Vậy chứ cha nội chia cho tôi bao nhiêu vậy? Chia 4 lục được không? 4 lục hả? Là 46. Đúng. Là anh 4 tôi 6 á hả? Thôi được không? Vừa phải thôi mẹ. Thôi, trời ơi cho 4 là quý rồi đó nghe. Ở đó mà đầu 6 mà không dám đâu. 4 chịu không? Nhưng mà rồi tôi cho 4 mà chịu không? Kệ á, 4 cũng được đó. Được rồi, thôi nó đi lẹ đi, cũng gần tới giờ rồi đó. Ở đó mà ẹo hoài nhìn quải quá. Quỷ dịch mà đặt chồng ta nó bị sướng. Lăng ơi. Sao? Hả? Có đúng là ông đồng với bà Bóng không vậy? Chứ còn ai nữa. Nghe nói hôm nay nhà bà 30 đó cúng bà La Sát. Bây giờ mình lại phá chơi. Ủa? Bà La Sát là bà gì vậy Long? Trời ơi mày ngu quá. Từng tuổi này rồi mà không biết bà La Sát hả? Không biết à. Đây nè, nghe anh hai chỉ nè. Bà La Sát là má của bà La Làng, bà ngoại bà La Bài Hải, con dâu bà La Thông. cháu của La Thành. Trời ơi Thành, tao nói thiệt, nó hỏi thiệt mà cứ bắt hoàng không à. Chứ tao có biết bà La Sát mặt mũi đằng sau đâu mày hỏi tao. Nhưng mà tại sao bà 30 rước đồng bóng gì cúng ai vậy? Trời, nghe nói có ông thầy nào đó nói cô Hai Hồng, con gái của bà bị người ta thư bụng lớn, mày hiểu không? Ăn vô là ói ra, bà giấu dữ lắm, bữa nay rước thầy về cúng từ tà đó. Trời ơi, thôi đi mày ơi. Sao? Tưởng chuyện gì chứ, cái chuyện của Hai Hồng người ta rành 6 câu. Rành sao? Mày nói tao nghe coi. Nói ra tao sợ bà chửi tao tắt bếp chứ. Chứ tao biết cô Hai Tằng Tiểu thằng danh kẹo kéo có chữa lâu ngày. Chớ ai thư ai em, bịa chuyện quá trời. Mày không để ý sao cái bụng cô Hai đã đổi áo cao. Mày tưởng đâu thiên hạ họ đuôi hết trọi. Tao nói trời cao có mắt mày ơi. Nghe mày mới nói tao nhớ ra rồi. Hèn chi bả chửi thằng danh quá trời mày. Nào là quân cố hạ rách áo ôm, chết mẹ chết cha mà muốn trèo cao. Thì ra là vậy, cái bà này đáng tội thiệt. Mình biết phá bà ta tận gốc chẳng tha. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Nghe lời mày, tao đi hái trái mắt mèo đây nè. Cái này để cho ông đồng bà bóng đúng bây giờ, nhắm hướng nhà bà 30 trực chỉ điên. Thầy Đồng thầy Bóng giờ này sao chưa thấy tới kìa. Từ quận 10 đến nhà bè này đâu có bao xa đâu. Không biết có trục đặc gì không nè. Thôi tới giờ rồi, tụng bài kinh đi đã rồi nói chuyện sau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô. Ê mấy đứa quỷ sư làm gì phá vậy? Nam mô. Trời 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 ơi trời ơi, sao không được nhổ cái cây đất mà chết cha mày bây giờ đó. Nam mô Địa Tạng Dương Bồ Tát. Ê mấy đứa yêu tinh, ủa đâu phải Nam mô gì Đà Phật, con lên con tu lộn thôi, con tụng kinh lộn. Trời ơi mấy đứa yêu tinh, trời ơi ta đã nói rồi tụi bay không nghe hả? Bà nội tụi bay thăm bùng xe cổ tụi bay quỷ sứ. Trời ơi mệt quá là tối ngày. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Đại Từ. Hả gì vậy? Má làm quá không sợ thiên hạ họ cười à? Tao làm gì mà tao cười mày? Má vừa chửi người ta vừa niệm Phật, thánh thần trời Phật nào mà độ cho má. Trời ơi tao tụng kinh mà nó phá vậy mà biểu tao không chửi nó mày. Trời đất thánh thần ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cho con xin 5 phút để con bắt đầu con chửi con. Ê quỷ cái, sao mày? Bây giờ tự nhiên mình nói chuyện cái giọng giới với tao đó phải không mày? Xin lỗi má, con biết vậy là hổn nhưng con tức quá à. Mày tức kệ mẹ mày. Má tu hành gì mà cho dai ăn lòi cắt cổ. Trời trời trời, người ta cho dai 10 phân còn má lấy lời tới 30 phân, đến nỗi người ta đặt má là bà 30. Con xấu hổ lắm. Tu gì mà kỳ vậy? Mày ngu quá. Trời ơi 30 phân thì mày cũng ăn mẹ của tao hết 10 phân rồi, còn biết lẽ gì nữa. Trời ơi còn làm bộ dạy đời hả mày? Tao cho mày hay à. Vậy đó mà tao tu vậy đó. Mà gần đắc đạo rồi, hôm qua tao nằm trên bao nè, tao thấy tao đi trên mây không đó, tao nói cho mày biết vậy đó. Trời đất ơi, một ngày tao tụng kinh tới 3-4 lần lận, thấy không? Tao bỏ áo đời, tao mặc áo đạo. Cổ tao mày thấy không? Tao bỏ hột sàn rồi, bắt đầu tao đeo tuổi hạt rồi, mày thấy không? Những ngày rằm tao đều có mặt ở chùa, đến nỗi miễu bà Châu Đốc nè, núi ở Tây Ninh tao cũng lên tới rồi tao hành hương đó, mày thấy không? Những cái mà má vừa nói á, chưa phải là thật tu đâu. Má đi đến miếu bà Châu Đốc hay ở Tây Ninh thì cũng thế mà thôi. Sao cũng thế được mày? Ấy chẳng qua là má lợi dụng bề trên, má dai gian cầu xin đủ thứ, nào là mong nặng khỏi tay qua, bán buôn vốn một lời ba. Còn ngày đêm má tụng kinh niệm Phật, nhưng mà má không hiểu ý kinh thì có lợi gì đâu, chỉ hoài công có nhọc. Bà con quanh đây cũng thầm quyền rủa, gọi má là bà 30 mượn đạo hại đời. Trời đất quỷ thần ơi, xuống đây mà coi con gái tôi nè, nó ăn nói hỗn hào. Lỗi mà tôi tu như vậy mà nó còn kêu rêu. Thấy nói vậy tụi bay là con mà học theo coi cứng cổ cứng đầu đó. Chị hai mày mang bầu rồi đó. Cái thứ cãi lời thì trời hại, thấy chưa? Má hại chị hai thì có chứ trời nào mà hại. Cái gì? Tao hại chị hai mày hả? Mày biết cái con mẹ gì đây nè. Bữa nay tao mời thầy bà tới đây là để che mắt người ta. Bụng chị hai càng ngày càng lớn mà tưởng người ta không biết sao. Trời đất ơi, bà nội ơi, bà nói nhỏ nhỏ giùm con chút đi bà nội ơi. Cái nhà này mà có chuyện gì đó nay là cả phường cả xóm này biết hết là tại bà không à. Trời đất ơi, tao làm như vậy là để che xấu cho nó chứ. Không có gì là xấu hết á. Chị hai con với anh Danh thương nhau thật tình, muốn cùng nhau đi đến hôn nhân. Nếu má đồng ý thì gia đình anh Danh đã đến đây cưới hỏi chị hai con đàng hoàng rồi. Có anh đâu ngày nay phải xấu hổ. Trời đất ơi, đồng ý sao được vậy? Tao như vậy mà tao gả con cho cái thằng nghèo sơ nghèo xác cài sâu cuốc tẩm nó sao mày? Tôi mà khinh người ta như má vậy à, 10 kiếp nữa cũng không thành chính quả đâu. Đừng giỡn mày. Thôi má muốn làm gì má làm đi, con đi ngủ cho khỏe. Trời ơi, trời ơi, tôi ăn ở của nhân của đức quá mà. Vậy mà sao con quỷ nữa đầu thai nó phá tôi hoài vậy nè, không biết nữa. Chị ba ơi, chị ba. Ai đó? Chị ba. Thằng quỷ nào phá nữa là... Ủa thầy Đồng có bóng đó hả? À, nó nè, nó nè. Đi vô đi. Trời ơi, thầy cô tới trễ làm tôi lo quá, sợ xe đụng hết sức rồi. Nói gì xui vẫn biết nữa. Vậy hả? Chưa chi chù à, thông cảm nha chị, xin lỗi nha, tại bữa nay tụi tôi kẹt quá, kẹt mấy chục đám lận, trời ơi phải chạy xô nữa đó chị. Rồi nói chị nghe, chỗ quen biết với chị thành ra tụi tôi ưu tiên tới trước đó nghe. Thôi mà nói nhông dài quá đi à, lẹ lên đi để mấy thùng chủ khác người ta trò tội nghiệp anh đó. Đúng đúng mà lẹ bà đốt nhang bài lẽ vật đi để tôi sửa khoản đầu nghề lẹ lên. Đây bà ba ơi, đứa nào hả? Dạ con đây. Cái gì? Trong công an hả? Giọt lại. Không đâu có, cái thằng này nó ở gần nhà chứ không phải công an vậy hết trơn á. Trời đất quỷ ơi, làm hết rồi bánh nhí vậy đó hả? Mệt quá. Dạ bữa nay con thấy bà ba cúng con với thằng Lân qua đây coi có gì không phụ giúp bà ba đó mà. Vậy là được phước lắm đó nha con. Dạ. Ê Lân sửa soạn ghế là đi cho thầy ngồi đi. Nhớ lau sạch sẽ nha mày. Còn tao đi canh công an. Rồi lau liền. Lau ghế sạch sẽ cho thầy ngồi. Lau đây lau đây. Hai đứa này giỏi lắm nha. Có phước lắm, thế nào ơn trên cũng phù hộ cho mày. Bắt đầu nha thầy. Dạ bắt đầu đi. Nhưng mà trước hết á, tôi sẽ diện binh tôm tướng cá về để đuổi hết mấy cái dòng nó giật giờ ẩn nấp ở quanh đây nè. Dạ nhờ. Tôi bắt đầu nghe. Dạ. Nam mô. Nam mô. Bố này hỏi thằng sông thằng lạch thằng sông trên đầm dưới lạch màu triệu cá tôm cá chốt cá cơm lòng tông bóng xè chui hàng lũi bẹ dòng họ bóng kèo hay để ao bèo cá lóc cá khô xuống cạn lên khô thôi lòi dương mắt nhà bọt gian đê nhà cá sặc vẽ mày vẽ mặt đúng cá lìa thìa đội mũ mang nghe là con tai tượng tập đớp sống sườn là dòng cá trà không trái đường xa là con cá ngựa giống thằng kiện như là cá lù đù gây quán gây thù dữ như cá chẽm có bộ râu kém là giống tôm càng tưởng quý như vàng là con tôm bạc khôi ngô chững chạc ấy giống tôm hùm trống mỏ lùm xùm bốn phương tám hướng thầy gọi binh tướng tôm cá về đây vịt luộc heo quay ăn cho nó bụng hồ giá. Xong rồi đó, phần tôi xong rồi nha. Giờ tới thầy á, thầy lên đồng thầy mời bề trên về giúp cho gia chủ đi. Hay quá, hay quá. Xong rồi á hả? Không khỏe hả? Không, giờ tới phiên tôi phải không? Ê, gia chủ cho tôi mượn cái ngay coi. Dạ có đây. Dạ tôi tẩy quế sạch rồi đó thầy. Cảm ơn. Rồi bây giờ nãy bóng về là bắt đầu lên nha. Sao giống thủy đột vậy ta? Dạ ai về đó? Thiên tiên hay là thánh thần ma quỷ? Hãy xưng danh đi. Trời ơi, say rùng rợn quá. Ra ra tề thiên đại thánh đi. Có chuyện gì? Ở trần thế các ngươi cần gì mà phải mời La Sát Thánh Mẫu cầu khẩn ta gì ở... Trời ơi, Nam Mô Di Đà Phật. Đúng là Tề Thiên Đại Thánh rồi đó. Nam Mô Thiên Đàng Chiến Đấu Thắng. Nè nè nè, gia chủ đốt nhang khấn giái đi. Trời ơi, khấn lên giái đi. Không có dễ gì mà cầu được Đại Thánh đâu nha. Hên lắm đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Ê Long, thấy Tề Thiên nó ngọng này. Không, sao chưa thấy gì hết vậy? Chắc ghế chưa nóng nên chưa thấm đó. Mà mày chạm mắt mèo nhiều ít? Nhiều mà, yên chí đi. Để Tề Thiên Đại Thánh đó. Sao kỳ vậy ta? Gì vậy? Hình như bắt đầu thấm rồi. Cho khùng luôn, mày đặc xạo. Lên giả đó, đâu phải lên thiệt đâu. Đời nào mà Tề Thiên Đại Thánh dáng thế. Có bao giờ mà đồng lên thiệt. Gia chủ. Dạ nhà này có hai con yêu quái. Dạ con lại Đại Thánh. Dạ nhà con tu hành có thờ Phật, mình làm sao có yêu quái dám bén mảng tới đây được hả? Phật ở Tây Phương Cực Lạc chứ nào phải ở nhà trần tục. Dầu cho gia chủ có tu hành thì quỷ quái yêu tình cũng dẫn tới phá làm khó quen nơi này. Trời ơi, như vậy thì tôi phải làm sao? Muối xin Đại Thánh ra tay cứu giùm. Được rồi, ý này thuộc quỷ dương trần. Rõ ràng nhị quái không sai. Hôm nay tụ tập để phá tôi đây mà. Nè, tao cho biết khôn hồn thì đứng yên đó nha. Lát nữa đi rồi ăn chè với xôi. Nếu cãi lời tao bẻ hỏng cả hai chè xôi. Không có mà tụi bay sẽ u đầu. Dạ nhờ Đại Thánh trị dùm. Yên tâm. Rồi, tụi nó đứng yên rồi đó. Coi vậy mà cũng dễ dạy. Ê, đừng phá nghe, lát nữa ăn chè nghe. Lát nữa ăn chè nghe. Gia chủ. Dạ. Hôm nay ta đến đây là để cho gia chủ được biết. Dạ sao? Con gái của gia chủ đang mang một căn bệnh lạ. Dạ, bệnh lạ? Dạ bệnh gì vậy Đại Thánh? Bệnh tương tư. Hả? Dạ, tương tư. Mà tương tư ai? Thái tử Thủy Tề. Nếu mà gia chủ không lo sớm, thái tử sẽ bắt hồn con gái gia chủ đi. Thì chừng đó Phật cũng không cứu được đâu đó. Trời ơi, khổ rồi. Làm sao tôi có thể quen với thái tử? Làm sao con tôi nó quen với thái tử Thủy Tề được cái trời? Hả? Lúc trước con nữ có làm rớt cái gì xuống sông không? Dạ. Dạ, để tôi nhớ lại coi. Dạ có. Có cái gì? Dạ. Năm ngoái nó làm rớt một cái chiếc khăn tay xuống sông. Vậy là đúng rồi. Vật ấy trôi tới Long Cung, thái tử lượm được, sanh tâm thương yêu và quấn quýt con gái của gia chủ đó. Công an hãy chạy công an. Tề Thiên mà sợ công an rồi. Tề Thiên giỡn mà. Ê, công an đâu mày? Ủa con đâu có biết. Vậy sao mày la công an? Đâu có, hai đứa tụi con đang cãi nhau, con công qua lớn mà. Con la công ai mà. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, công ai mà nó nói sao mà tôi nghe thành công an. Hết hồn hết vía luôn. Ơi mà cái gì? Ai chui vô mùng con nè. Ê, tôi đồng đây. Không có đồng bóng gì hết á. Ra đi, tôi la bây giờ à. Mời thầy ra đi. Mùng con gái người ta chui vô chi vậy cha? Tại sợ công an. Trời ơi, thầy mặc áo hoài vậy? Của con Hương, con gái tôi đó. Ê, xin lỗi, quên mặt đại. Trả bà đó, Ủa còn có bóng đâu rồi? Ra đi, bà thầy. Tôi gì bếp như vậy? Không có công an đâu sợ. Anh Đồng ơi, anh Đồng của em đâu? Đây nè. Thôi đi về, ở đây cô hồn quá chịu không nổi rồi. Trời ơi. Dạ xin thầy đừng giận mà. Thầy cố gắng giúp giùm tôi chút xíu cho nó xong với công chuyện đi. Giúp giùm bà ba đi. Kỳ này tôi canh công an kỹ lắm. Đừng có sợ, không có sao đâu. Mấy cha làm ơn để con mần ăn, đừng có phá nghe mấy cha. Gia chủ chuẩn bị đồng lên tập 2. Ngưng ba. Tề Thiên quá rận. Cái ổng giải kìa. Tổ cha bay chứ rận hả? Đứa nào bôi bắt mèo lên ghế vậy? Tề Thiên mà chửi thề. Đập chết cha tụi bay luôn chứ chửi hả? Đứa nào phá tao hả? Chạy Long ơi. Đồng ý tứ à, ông Minh Thần tướng giật tụi bay chết hết đi. Rồi, tụi nó chạy hết trơn hết trọi rồi. Gia chủ ơi, gia chủ. Dạ. Có gì hỏi lẹ đi. Ngứa quá, lẹ lẹ ta thăng à. Dạ thưa, dạ khoan thăng. Dạ thưa đại thánh. Thôi, khỏi khưa gỡ gì hết trơn á. Ngứa quá. Rồi để ta giải quyết cho, ta sẽ giải quyết. Cái vụ thái tử Thủy Tề thì khỏi lo. Dạ, ta dạ. Sẽ cho một thiết bản là đi đời. Dạ. Bệnh con gái bà 9 tháng 10 ngày sẽ hết. Dạ, đội ơn đại thánh. Nè, nhưng nhớ còn điều đại kỵ là hình như gia chủ có cho một ông thầy giáo mướn nhà, phải không? Dạ phải, đúng. Phải đuổi ông đi, ngay. Dạ. Vì tuổi ông không có hợp với gia chủ sẽ làm cho gia chủ phá sản. Vài bữa nữa sẽ có người tới mướn nhà mở phòng mạch. Người này rất hợp, sẽ giúp cho gia chủ ăn nên làm ra tiền bạc đầy nhà. Thôi ta thăng đây. Ngựa qua, ngựa. Thăng. Xong rồi đó, thăng rồi đó. Xin tiền cọng nó lẹ đi, cái gì vậy? Dạ thưa thầy. Thầy bà gì ngứa tới mẹ, đưa tiền lẹ đi, tôi đi về tắm cho đỡ ngứa. Thôi đi chị Bóng ơi, đi ấy tỏn tỉnh chứ làm dữ vậy. Trời ơi, chọc được guốc luôn rồi nè cha nội. Chờ tôi với anh đâu. Đó, má tin đồng bóng nữa thôi. Thánh thần gì mà nghe công an quản hồn chạy biến, Tề Thiên gì mà sợ mắt mèo. Ta nói chúng 100% mà cũng không tin hả mày? Họ nói chị hai tương tư thái tử Thủy Tề mà má tin sao? Có thể lắm chứ má. Những triệu chứng diễn biến làm cho tao nghi ngờ lắm má. Biết đâu thái tử Thủy Tề nhập vào xác cái thằng Danh. Trời đất ơi, cho nên nó mới hốt hồn con nhỏ. Mỗi một lần cái đeo mắt kiếm mà nó dòm con nhỏ một cái lạnh như nó đứng tìm lại liền má. Cũng lạnh như nó, trời ơi, nó lắc quay lắc lợ. Cái gì không hiểu. Cái thằng đó có cái gì hấp dẫn đâu, đeo mắt kia này kêu lên kêu xuống kêu tới kêu lui. Ôi vậy mà nó làm nhỏ chết mê chết mệt, chặt không đứt bứt không rời xé không ra. Má ơi, đây là lần cuối cùng con khuyên má hãy hồi tâm nghĩ lại. Con biết cha mẹ nào cũng thương con hơn vàng ngọc, cũng muốn cho con mình được giàu sang sung sướng. Trai cưới vợ phải chọn nơi môn đăng hộ đôi, còn gái kết duyên phải tìm chỗ danh gia vọng tộc quyền quý hơn người. Nhưng má ơi, trái tim yêu lại rung động. Mặc dù chức tước quyền quý nhà cáo cửa rộng, nó có sức mạnh vô cùng làm mê muội thế nhân. Nhưng theo con đó là ánh lửa chói chang, làm cho lũ thiêu thân phải chết đớn đau thê thảm. Tình yêu có được khi hai trái tim cùng rung cảm, trong đổi chát ban hoa không có hạnh phúc bao giờ. Thôi mày ơi, mày đừng có nhiều lời nữa. Chứ mày đồng với cô Bóng mà ở tú ở bên quận 10 lắm. Mà tại sao họ biết cái chuyện nhà mình là ở dưới nhà bè lắm mà biết. Nó xa muôn tùng vậy đó. Mà hỏi nó trúng ngay phóc à. Cả chuyện cái thầy giáo nữa mà họ cũng biết luôn nữa, mày thấy không? Trời ơi. Má ơi, trong thời buổi vật chất lẫn áp tinh thần đạo đức suy đồi, để lòng người xa ngã, thiên hạ có thể buông thần bán thánh với trăm mưu ngàn kế lừa lọc lẫn nhau. Mời mà hãy nghe con, thì chuyện thầy lễ nương náu ở đây có biết được nào khó khăn gì. Đuổi thầy lễ đi, chẳng biết mai này má có lượt giàu sang như lời họ nói. Nhưng trước mắt má sẽ bị bia miệng chê cười má giả dạng người tu. Bộ tu rồi không biết tính toán sao mày? Có thật thì mới giật được đạo chứ. Nhất định là tao phải đuổi thầy lễ ra khỏi nhà má. Để ổng ở đây cái mạng nó lớn quá rồi đè tao, tôi chết cho ai chịu trách nhiệm. Vậy thì má ở đây một mình đi. Cái gì mày nói vậy? Bộ mày à? Con đi để khỏi thấy cảnh chúng ta gai mắt. Con đi nè. Không. Trời ơi, nói vậy rồi mày đi thiệt sao? Ôi Nam Mô A Di Đà Phật, cứu khổ cứu độ cứu nạn cho con. Ôi con cay hết nói nổi rồi. đi tìm lá cho em tôi. Ru em đời con gái mau quên, thương em tôi tìm được lá siêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Diêu bông ơi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Diêu bông ơi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Diêu bông ơi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Ấy, đứa nào vậy? Đứt giọng nha, tao té xuống đất bây giờ à? Trời ơi, chơi khi còn bịnh bắt nữa hả? Biết ai không? À, người đẹp nhà bè phải không? À, nhà bè thiếu gì người đẹp. Nói rõ ràng, người đẹp nào? Chà, về quê ở miết ở dưới tới bữa nay mới lên, rồi định đánh trống lãng phải không? Hay quá vậy ta. Ở ngoài này làm người ta kiếm đỏ con mắt hả? Kiếm tới đỏ con mắt? Chà, có nghĩa là khóc phải không? À, ai khóc hồi nào? Nè, bộ nhớ cô nào hả? Ca nghe mùi mẫn mê ly quá vậy. Ca sao mà nói mùi mẫn mê ly, nói nghe coi. Người ta núp ở đây nè, người ta nghe hết trơn rồi, đừng có chối. Mà nghe cái gì nói thử coi. Người ta nghe vậy nè. Sao? Ru em đời con gái hay quên, sao em nỡ vội lấy chồng. Em nào vậy? Còn hỏi nữa, em này chứ em nào? Không dám đâu. Về quê mới lên hả? Ừ, vừa lên tới là chạy đi kiếm liền. Kiếm ai vậy trời ơi? Biết rồi mà còn hỏi. Sao biết tôi ở đây vậy? Đi kiếm tở mở khắp xóm à. Chừng nghe con Sinh nó nói Long ở đây mình chạy qua liền. À, bộ có ghé nhà tôi không? Có. Mình thấy thầy Lệ với cô Dân ở đó. Mình biết là bà 30 làm trồng làm tréo đuổi thầy cô đi để cho người khác mướn. Thấy hoàn cảnh gia đình thầy Lệ không nơi nương náu, nên ba má tôi rước về cho thầy cô ở tạm đó. Tội nghiệp vợ chồng thầy Hiểu Phó quá hen. Thôi chuyện đó không phải đem ra bây giờ đâu. Nói là đi về quê chơi có 3 ngày à, hẹn chắc với người ta như vậy. Vậy đó, mà ở miết ở dưới Vĩnh Long tới bữa nay, đúng là tuần lễ mới lên, giận luôn á. Thôi mà, không phải tôi hứa lèo đâu à nghe. Giận á, giận á. Thôi mà, chứ năn nỉ đi, Long biết sao không? Sao? Vì 2-3 năm đẹp mới về quê một lần. Bà con cô bác họ cũng mong. Mong ở luôn à. Nên đẹp phải ráng ở lại thăm, cho giáp hết bà con xa gần. Biết rồi mà bỏ ta không mình à. Sai hẹn để người ta bồn chồn trong đời, ngày nào cũng đứng không yên ngồi không được à. Thiệt không? Thiệt. Lo nổi đi đường xe cộ khó khăn, không biết có ốm đau hoặc là trắc trở điều gì nữa. Bộ thật tình ngày nào Long cũng trong tôi lắm hả? Chứ làm sao. Người ta nói rõ ràng như vậy mà còn hỏi nữa hả? Tội nghiệp ghê không. Thôi Long cho mình xin lỗi. Thôi thôi xin lỗi, xin phải gì cô ơi, đừng có nói nhiều, thôi không dám đâu à. Thấy ghét quá trời sao không ở dưới luôn đi, giọng người á. Ghét? Ghét thiệt không? Nói lại nghe coi. Ghét người ta ghét lại thì quề. Hèn chi người ta nói tôi còn để bụng, chết đem theo chứ không quên được. Người ta nói mà nói cái gì nói chuyện chi. Họ nói là miền Tây đi dễ khó về. Ông nè, quê nội của mình bây giờ vui dữ lắm. Có điện vô sâu tới miệt vườn, ban đêm sáng trưng như ở thành phố. Quán xá mọc lên nha, nhà nào cũng có tivi và cassette hết á. Vui thật là vui nè, chứ không phải như hồi xưa người ta cho là chốn khỉ ho cò ghê đâu. Phải rồi, vui lắm nên đâu còn nhớ gì tới ai nữa đâu. Nói gì vậy? Nhớ gì? Mà nhớ gì? Nhớ ở trên này á, chỉ có trên này nhớ ở dưới à, chứ ở dưới không có nhớ, không có thương, không có mong gì hết hả? Long biết không? Mình cũng nhớ nôn như nào ở nhà vậy đó. Đêm mà hôm hả, không ngủ được. Thiệt không? Nói thiệt thề đi mình mới tin. Đứa nào xạo bà bắn? Bà bắn le le à? Ừ. Nè, ở dưới quê về không có sách bánh trái gì cho mình ăn hết hả? Sao lại không? Có cái Đặc biệt để dành cho nè. Trời ơi, mình thích cái đặc biệt lắm á. Đặc biệt cái gì vậy? Cái gì hả? Cái ấy á. Nói nhà mình nôn lắm. Cái ấy là cái gì? Ôi, dành bất ngờ. Trời ơi, không được đâu. Trời ơi, nó không được đâu, mình không chịu đâu. Chưa đưa bây giờ được. Chứ đợi tới chừng nào mới đưa? Tối. Trời ơi, sừng sững à. Thôi thôi cho mình coi liền bây giờ đi, sốt ruột quá à. Thôi, nhất định rồi. Tối. Thôi hé chút cho coi thử đây. Hé gì? Hé cái vỏ chứ bộ, trời ơi, ai nói gì đâu. Nó không có sừng người ta. Hé cái vỏ cho mình coi, cái bánh gì trong đó đây. Thôi, bánh này không cho coi đâu. Trời ơi, cho coi đi mà, trời ơi, chết liền à, không được đâu, mình không chờ đợi được đâu. Hả? Bánh gì bí mật dữ vậy? Cho mình đi, mình biết đó, mình chuẩn bị bụng mình ăn đi. Cho biết hen. Bánh ít Quỳnh Tinh á. Bánh ít Quỳnh Tinh hả? Bánh ít Quỳnh Tinh giống mì Hoành Thánh quá vậy? Không phải. Không phải hả? Bánh ít Quỳnh Tinh làm sao? Là bánh làm bột bình tinh á. Trời ơi, bột bình tinh mà nó Quỳnh Tinh là mình tưởng Hoành Thánh. Ngon ngon. Bánh gì? Là bánh ít làm bằng bột bình tinh, ngon hơn bánh bột nếp nữa. Vậy hả? Thôi mình về nghe. Đẹp. Đó, đường trời mưa trơn dữ lắm á, đất sình á, coi chừng té à nha. Trời ơi, mình té ra anh buồn dữ lắm hả. Trời ơi Long, cái gì? Ba kiếm mày nãy giờ nè. Có chuyện gì vậy cha? Đây nè, nghe kỹ nè. Chuyện thứ nhất, sau khi bà 30 đuổi thầy Hiệu Phó qua nhà mày ở, bà 30 thuê thợ sửa sang cái trại heo thành một cái nhà khang trang đủ tiện nghi. Đó, tưởng chuyện gì chuyện đó, tao biết rồi. Mày biết rồi. Đây, còn cái chuyện này mày chưa biết nè. Chuyện gì? Có một ông thầy bấm nguyệt đến mướn cái nhà trưng bản hiệu lên đề là sao? Thầy Hai Cải danh y chuyên trị bá bệnh nội khoa, ngoại khoa, đặc biệt là ung thư. Đó, tưởng chuyện gì chuyện đó, tao biết rồi. Ủa? Cái chuyện gì mày cũng biết rồi hết trơn cái trời vậy? Tao biết, tao nói biết chứ. Đây, còn cái chuyện này mày chưa biết nè. Chuyện gì? Để tao nói cho mày nghe. Là thầy Hai Cái này đây tự cho mình là một danh y, hắn còn bày ra cái trò bấm nguyệt để ăn tiền gạt gẫm bà con. Đã vậy hắn còn dè dạn giấy tờ, bệnh nào xếp cũng sợ cũng nắng lung tung. Xếp bảo rằng đau bắt chữa nam, người ta đau lưng thầy bấm bụng, người ta đau bụng thầy lại bấm đùi. Mày có dò xét kỹ chưa vậy mày? Kỹ rồi. Đừng ghét người ta rồi bài đặt chuyện. Mày biết cái tánh tao đó giờ mà. Là lương y thì phải đạo đức hơn người. Đã báo đây là lương y giá vàng thì đạo đức ở đâu mày điểu hơn người. Quanh đây bà con bàn tán ôm trời, mày lo kéo lưới tác đìa có biết gì đâu. Mày biết không? Dạ. Mấy ngày nay không gặp được mày, tao bàn tính cái việc mưu kế mày triệt hạ lão lương y dởm đó. Tức quá, tao đặt bài về ha, tao xui mấy đứa con nít đọc cùng ngoài chợ để cho bà con nghe đó mà cảnh giác hả mày? Đâu bài về mày viết làm sao đâu, mày đọc tao nghe thử ha. Bài về nó gì nè? Sao? Nghe về nghe về thầy Cải cạo đầu làm sải, mặc áo thầy tu cha cốt, thầy hù xưa hớt tóc dạo, vô chùa phá đạo làm ô kim cang. Chuyện bán thầy lang đích thực lang băm, bệnh chi cũng nằm để thầy bấm quyệt. Ngũ tạng thầy biết chỗ nào cũng đau, bấm trước bấm sau, quyệt trên là quyệt dưới, gái sừng phơi phới thầy bấm càng lâu. Bà già ăn trâu ngồi chờ phát mệt, gian màn thấy hết thấy tài ông thầy. Chuyện làm bày hay bà con chạy quán, giờ đây sáng mắt mới biết bị lừa. Làng băm mau chừa kéo vô nhà đá, vô nhà đá, vô nhà đá mau chừa làng băm. Nếu mà đúng thầy Hai Cải là một làng băm, tao nói thiệt cũng như tao thề nha, tao quyết làm cho thằng cha biết mặt. Tao cũng quyết chơi cho tới cùng. Ê, mày có cách gì không? Tao đang suy nghĩ. Các chú các bác trong ấp không ai lo chuyện này thì tao làm đúng. Bây giờ ai về nhà nấy. Phải. Tối nay đúng 8 giờ tại đây. Nhất trí tụi mình họp lại. Tao sẽ tuyên bố quyết định đúng 8 giờ tối nay. Được. Tao về, cứ về. Thời buổi nhiễu nhương này sao lắm chuyện quá. Cà phê ôm, bia ôm, video đen, massage thì dẹp rồi. Bây giờ lại mọc ra cái lương y dỗm nữa chứ. Ôi, đường gì mà trơn quá trời à. Ủa, ai anh là cô Thu Hương vậy? Anh là anh Long phải không? Dạ phải. Anh Long con của ông Hai Cà Trong nhà phía sau vườn mía chứ gì? Dạ ông Hai Càng Trong chứ không phải Cà Trong. Cái gì trong trong đó khó nhớ quá à. Anh Long ơi, hình như ở đây có mưa hả? Dạ mưa gần trọn buổi sáng á. Hèn chi sình dễ sợ. Cô bước tránh lên rễ cây này cho khỏi lắm nè. Hay là cô cột giày ra đi rồi sắn quần lên. Thôi đi, ai mà thích giày sắn quần quê cùng mình à. Quê gì đâu quê. Đó. Cô đi trên rễ cây vậy đó. Coi vậy chứ nắng 5-6 ngày thì nó khô ráo hết trơn à. Hết sình lầy à. Cô bước khéo khéo nha. Dạ. Sao bóp cổ tôi vậy? Không, thấy chưa? Tại anh bảo tôi đi trên rễ cây đó. Có ai cười đâu mà mắc cỡ. Cô cứ lột dài cho dễ đi. Tới khúc đường kia kìa bà 30 á, bà mới đổ đất còn khó đi nữa. Đường vô nhà tôi bây giờ xuống cấp khủng khiếp á. Chưa đâu, qua khỏi vườn mía này còn khủng khiếp hơn nhiều nữa chị ơi. Mang nguyên dài dép như vậy á, vô tới nhà là tiêu hết luôn. Tiêu luôn cái quần jean mới nữa à. Anh xách giày giùm tôi nghe. Hả? Xách giày cho cô hả? Cô sai tôi làm gì tôi cũng sẵn sàng hết trơn á. Nhưng mà riêng cái việc xách giày đó cô thông cảm nha. Xách giày xách guốc tôi nói biết thiệt là rồi, mất thể diện anh phải không? Tôi xin lỗi nha. Không dám. Nói thiệt với anh nghe. Vì nghe má tôi đuổi thầy lễ ra đi, làm một điều vô nhân, khiến làng xóm khinh khi. Mà bá nào biết chi, cả tuần rồi tôi bỏ nhà đi. Nghe ức lòng mới trở về đây, để khuyên má tôi một tiếng, cầu cho bả hồi tâm. Chớ mẹ mình thiên hà chửi, mình cũng thấy đau lòng. Ngờ đâu rằng cô có lòng nhân, biết thương người nghèo khổ cô đơn. Nếu cô mà nói ra bà ba nghe được, cho thầy lễ về ở như xưa. Tôi thật mang ơn vô cùng, cô bảo gì tôi cũng nghe theo. Nhưng về tới đây xui xẻo, gặp trời mưa, đường trơn trợt như vậy, có nước đi trở ra mai mốt sẽ gặp má tôi sao á. Đã về tới đây rồi, cô không chịu khó chút xíu nữa để gặp bà ba. Bây giờ cô nghe lời tôi, sắn quần lên đi, rồi xách giày đi. Xách giày đi chân đất á là được rồi. Còn sắn gì? Dạ. Bộ anh không thấy gì hết hả? Không biết gì mà muốn làm thầy, bảo sắn hoài. Sao cô nói chẻn bó vậy nè? Tôi tối dạ. Hai ống quần của nó chật bó quá phải không? Vậy mà chị không chịu nói, chẻn ai biết gì đâu mà. Tôi nghe muốn điếc rái luôn rồi đó. Bẻ lai lên một chút đi, có khó gì đâu. Không được, bắp chân có thẹo hả? Là có rẻ hả? Đâu có, vết phỏng sắn lên vướng đau. Ồ vậy biết phải làm sao giờ? Vậy thì tôi đi ra, nhờ anh nói lại với má tôi là 5-10 bữa nữa đó, hoặc nửa tháng nữa tôi về. Nè cô Thu Hương. Gì hả? Cô Hương ơi, đừng đi, xin hãy nghe đôi lời. Phận bài mỗi nỗi đi, làm chi ở đây đi làm chi. Cần đời tôi sao anh không nói cho rồi, tại sao luôn nói ở đây và đừng đi đâu. Bước đường chân làm sao bước chân đi, mà chẳng quay về. Cô Hương ơi, gia đình thầy lễ đã nghèo túng quanh năm, lương tháng chẳng được bao nhiêu, nay lại phải rơi vào cảnh không chốn ăn chỗ ở. Chỉ vì bà ba tính vào ông đồng, bà bóng ham chút lợi danh mà đánh mất đi giá trị của con người. Bởi tâm tối u mê để mặc cho tôm sống chê cười, Cô Hương biết ông bà con quanh đây lời to tiếng nhỏ, Họ sầm xì, họ chửi xéo rồi họ nói xiên. Nào là bà 30 cho dai cắt cổ, giả bộ tu hành để gạt gẫm thế gian. Ôi họ nói đủ điều hết trơn hết trọi. Bà là má của hội đồng dư của 1 tính 10, bà con không ai mà chịu nổi. Sở dĩ tôi muốn về nói với má tôi về vấn đề này á là nó xuất phát ở tấm lòng, chứ không phải tôi muốn mọi người khen tặng tôi tu hành đạo đức. Giá trị là ở chỗ đó đó cô Hương à. Nếu người ta làm một việc gì mà có một ý tưởng sẽ được đáp đền thì việc làm đó không còn đẹp nữa đâu. Nếu anh không nói, nhưng không vì lẽ đó mà tôi không hiểu bao việc làm và ý nghĩ của má tôi. Sợ gì mấy hôm rồi tôi bỏ nhà ra đi, cũng do tôi và má tôi bất đồng trong cuộc sống. Nhưng một phút giận hờn rồi muốn đi cho khuây khỏa, chứ đối với mẹ mình ai lại chẳng thương yêu. Vì thương má tôi nên tôi lại về đây, trước để cho mẹ con sớm hơn đùm bọc, sao giúp cho thầy hiểu có ngõ nơi nương tựa để cho mẹ tôi bớt đi tiếng nguyền rủa của người đời. Vậy thì cô gặp bà ba liền đi. Nhưng làm sao qua được đoạn đường kinh khủng này? Thì để tôi tìm cách. Phải chi có chiếc xe rùa thì đỡ biết mấy ha. Làm gì với chiếc xe rùa? Thì cô ngồi lên tôi đẩy đi. Ý, anh nói năng một hồi tôi mất mát nặng à. Người vậy? Ta ăn mặc thế này mà bắt ngồi xe rùa hả? Chọc quê tôi hả? Vậy chứ bộ cô muốn tôi phải cộng. Còi. Có vậy? Cộng chút. Tôi phải cộng hả? Không chịu thì dễ thôi, tôi đi ra. Cô nói thiệt chơi vậy? Thiệt. Trời ơi, con muốn ở đây bà con người ta cười tôi sao? Anh làm điều gì xấu hổ mà sợ người ta cười? Kỳ cục lắm á, trời ơi. Cái này còn khó coi hơn là cái chuyện sách giày sách dép nữa. Kỳ cục thì thôi tôi về nha. Khoan nè, trời ơi, để người ta coi tôi tự làm dữ hả? Có gì đâu mà đắn đo, tôi đeo vai anh chút thôi mà. Không hẳn là cổng nữa, giúp đỡ tôi rồi tôi thù lao cho. Không rồi nha, đừng nói chuyện thù lao rồi nha. Không phải tôi đi cổng mướn đâu à nha, nói tôi tự ái lắm à. Thôi được rồi, làm gì cho thầy cô tôi vui là tôi không có nề hà gì hết trơn á. Nè, mà cô nhớ nói với bà ba cho thầy hiệu phó ở nhà cũ nha. Quân tử nhất không? Rồi, tôi cũng quân tử nhất không? Leo lên đi. Trời, không chịu leo mà còn đứng nó cười. Leo đi. Rồi đâu mà rồi. Ở biểu cổng mà không đeo. Mà đeo lên gì có ăn bơi nào sao tôi cổng được. Cô có thấy người ta cổng em bé không? Coi chừng nha. Coi chừng cái gì? Tôi nặng lắm đó. Trời ơi, nhiêu dữ vậy? 40 kg chứ nhiêu. Khéo à nghe. Khéo gì? Chừng té là phải té thôi à. Đi một cái rụt ngon hơn là đi ba te nữa, khỏe re. Không có giỡn à nha. Sao nói hoài mà không chịu leo lên? Để ta khum ta chờ hoài mỏi còn chết à. Tôi nói trước rồi nghe. Để chụp ếch thì cô không có né được đâu à. Tôi cũng lãnh đủ nữa. Lắm áo quần của tôi thì anh đền đó. Đừng nói nữa, leo lên đây lẹ lên cho khôn mỏi lắm rồi hả. Đeo cổ chặt nha, hãy trượt là tôi quăng luôn á. Giỡn hoài. Hãy trượt cho quăng ấy chứ gì giỡn nữa, leo lên đi. Cô chừng té nhé. Trời ơi, hay quá à, nha. Người ta kia nặng gần chết rồi ngồi cho nó còn cười nữa hả? Anh quê quá à. Nặng quá. Trời ơi, chỗ này tôi cõng cho qua khỏi chỗ sình này rồi cô đi một mình nha. Cõng tới nhà luôn. Rồi tôi hát cho anh nghe bài Lý Ngựa Ô. Thiệt nha. Rồi tôi cõng cho cô ca tôi nghe ha. Quân tử nhất không? Rồi tôi cõng nè.